Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Tôi thấy có mấy câu hỏi về hóa đơn điện tử mà các bạn đi làm hay gặp phải, gửi cho thuế và thuế trả lời. Tôi thấy hay, tôi muốn trình bày cho bạn để các bạn tham khảo, rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Ví dụ nè, cái người này hỏi là trường hợp bên mua nhận được hóa đơn điện tử, bên bán kiểm tra nhận được hóa đơn điện tử từ bên bán và kiểm tra thấy là hóa đơn này vẫn hợp lệ, tuy nhiên thấy ngày bên bán ký hóa đơn và cơ quan thuế cấp mã không có trùng nhau, ví dụ như ngày ký là ngày 31 tháng 12 năm 2021, 31 tháng 12 hoặc 31 tháng 1, 31 tháng 3 2022 đi là ngày ký của bên bán, nhưng mà ngày cơ quan thuế cấp mã đó là có thể là ngày 1 tháng 4 2022 chẳng hạn, thì xin hỏi cái hóa đơn nó có hợp lệ không? Thì thuế trả lời đó các bạn, cơ quan thuế thực hiện cấp mã hóa đơn sau khi tiếp nhận dữ liệu hóa đơn đã đầy đủ nội dung bao gồm cả chữ ký số. Tức là làm sao các bạn? Tức là khi mà được cơ quan thuế cấp mã đó là cái hóa đơn của các bạn là phải có gì? Ngày ký chứ đã. Tức là các bạn phải ký số chứ đã, rồi gửi cơ quan thuế cấp mã thì hóa đơn nó mới hợp lệ. Còn các bạn mà chưa gửi cho cơ quan thuế, ông anh chưa cái ký số, chưa có ký thì làm sao các bạn? Thì làm sao? Thì các bạn mà chưa ký số thì các bạn có gửi cho cơ quan thuế cấp mã được không? Không. Cái hóa đơn của các bạn nó phải đầy đủ gì? Có chữ ký số, ngày ký chữ ký số thì gửi cơ quan thuế mới cấp mã được. Thì cái lúc này á, là trường hợp này á, là người bán gửi cơ quan thuế cấp mã vào cái thời điểm chuyển tiếp giữa các ngày, có thể dẫn đến tình trạng ngày ký của người bán và ngày cấp mã không trùng nhau, hóa đơn này vẫn hợp lệ. Tức là có thể làm sao các bạn, và 12 giờ đêm của ngày 31 tháng 3 2022 các bạn làm sao mới gửi vô cơ quan thuế để cấp mã, thì vào cái thời điểm đó là qua 1 tháng 4, được chưa? 1 tháng 4 cơ quan thuế mới tiếp nhận cái dữ liệu đó và cơ quan thuế mới cấp quả cấp mã, thì cái ngày cấp mã sẽ là 1 tháng 4. Thì cái đây là trường hợp, đây là ngày ký của hóa đơn và ngày cấp mã của cơ quan thuế, hai ngày này khác nhau, điều đó là điều bình thường rồi, được chưa bạn? Nên các bạn yên tâm rồi đúng không? Trường hợp thứ hai nè, trường hợp thứ hai người ta hỏi nè, tổng cục thuế cho em hỏi xuất hóa đơn và đã gửi cho khách hàng mà quên không gửi cho cơ quan thuế cấp mã. Tức là các bạn xuất hóa đơn mà các bạn không gửi cho cơ quan thuế cấp mã, rồi các bạn gửi cho khách hàng luôn, 5 hôm sau mới gửi cho cơ quan thuế cấp mã thì có sao không ạ? À? Thì theo quan điểm của bạn có sao không? Có sao 100% rồi. Trong trường hợp này các bạn làm sao sử dụng hóa đơn không hợp pháp là theo đúng cái khoản 9 điều 3 của nghị định 123, người ta nói làm sao nè, người ta nói làm sao nè các bạn, đây, sử dụng không hợp pháp hóa đơn là việc sử dụng hóa đơn chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Điều đó có nghĩa là hóa đơn của các bạn phải, hóa đơn các bạn đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì bắt buộc hóa đơn phải có mã của cơ quan thuế thì nó mới hợp pháp, thì lúc đó các bạn mới gửi cho người mua được. Còn đằng này các bạn chưa được cấp mã mà các bạn đã gửi cho người mua rồi thì xem như các bạn sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, được chưa? Ở đây cơ quan thuế dùng cái từ là cái gì đây? Chưa cơ quan thuế, thì đây là trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thì đúng hơn. Đây nè, các bạn bị gặp là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, được chưa? Thì các bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nè, về sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Thì xử phạt như thế nào thì xem cái nghị định 125. Doanh nghiệp phải phải làm sao? Phải thu hồi cái hóa đơn đó và lập cái hóa đơn mới. Tức là cái hóa đơn mà các bạn đã gửi cho người mua mà chưa được cấp mã, sau đó các bạn 5 ngày sau các bạn gửi đi cấp mã, các bạn phải làm sao?
thu hồi cái hóa đơn đó, thu hồi cái hóa đơn đó, hủy cái hóa đơn đó và viết cái hóa đơn điện tử mới để gửi cơ quan thuế cấp mã, rồi sau đó các bạn mới gửi cho ai, cho người mua. Rồi như vậy được chưa? Vậy nhắc lại hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là ngày ký và ngày cơ quan thuế cấp mã, hai ngày này khác nhau vẫn được, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi các bạn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì trước khi gửi cho khách hàng thì hóa đơn đó phải được cấp mã, chứ không phải là các bạn lập hóa đơn rồi gửi cho khách hàng mà không có mã của cơ quan thuế, rồi sau đó 3-4 ngày sau các bạn gửi hóa đơn đó yêu cầu cơ quan thuế cấp mã, đó là sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo như khoản 9 điều 3 của nghị định 123. Các bạn có thể đọc nha. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn này là việc sử dụng hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc. Như vậy các bạn đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, như vậy cái mã của cơ quan thuế nó là một chỉ tiêu bắt buộc. Vậy trong trường hợp đây là các bạn sử dụng không hợp pháp hóa đơn, các bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái nghị định 125. Các bạn sẽ hủy cái hóa đơn đó và viết cái hóa đơn mới gửi cơ quan thuế cấp mã, rồi sau đó các bạn mới gửi cho khách hàng. Rồi các bạn thấy video này hay hữu ích, cho tôi một like, comment và share. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Nhớ bấm vào cái chuông nha, để khi tôi đăng những video mới các bạn sẽ thấy. Rồi chào tạm biệt các bạn.